Một mai một cuốc một cần câu, thơ thẩn tìm vui chốn thanh lâu. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó cứ thế nào ấy. Thôi thì ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Người xưa bảo anh thế là tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh, có phải không ạ? Xin thưa với lại quý vị và các bạn, bây giờ là 9 giờ 8 phút ngày mùng 3 tháng 4, hay còn gọi là tháng 4 năm 2024, hay còn gọi là năm 2024. Số điện thoại 0368888479 vẫn em đứng trên cầu đợi anh, vẫn đợi các anh trên giải chữ S Trần Văn Chốt radio cassette, link phụ kiện về radio cassette, băng cassette. Hân hạnh được phục vụ các anh. Trân trọng kính mời các anh ly chè xanh. Báo cáo với lại các anh, đã có một sư huynh có cái bụng tốt ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã Trần Văn Chốt băng cassette từ tối hôm qua. Bây giờ tạo đơn hàng rồi, đây là mã số của đơn hàng này. Người nông dân trân trọng cảm ơn Thượng Đế ở Tiên Yên, Quảng Ninh. Còn bây giờ, người nông dân xin trân trọng giới thiệu với lại các anh, xin giới thiệu với lại các Thượng Đế một combo băng cassette. Các anh lưu ý, các thượng đế lưu ý, những cuộn băng của người nông dân bán ấy là các anh về các anh nghe được cả mặt A cũng như mặt B. Đấy nó là điều chắc như đinh đóng cột. Vì đây là những cái cuộn băng mà tự người nông dân tuyển lựa và thâu. Đấy. Trước khi thâu thì phải tuyển lựa băng, sau khi thâu thì phải kiểm tra về vấn đề âm thanh. Đấy là xin thưa với lại các anh là như vậy. Ở combo này có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cuộn. 6 cuộn bán và 4 cuộn tặng các anh. Bây giờ nông dân coi như thế là đi vào chi tiết từng cuộn để các anh xem. Băng này thì không nói thì các anh cũng nhìn các anh cũng biết, đây là băng Sony HF90. Nội dung chương trình là Liên Khúc Tuấn Vũ 12. Cái băng này có nhiều người thích thế nên là chỉ thâu cái băng 12 này thôi, chứ 3 4 thì nó lại không được bốc. 12 rất chi là bốc. Băng thứ hai, băng Sony HF90 tứ đại danh ca. Nghe cái tanh tách tanh tách. Duy Khánh này, Chế Linh này, Giao Linh này, Thanh Tuyền này. Cuộn này cuộn thứ ba. Mạnh Đình, Chuyện Dàn Thiên Lý. Đặc biệt là nghe cái bài Hồi Chuông Xóm Đạo, nghe thích lắm. Ở trong này còn có cả cái bài gì nhỉ? Của cái bài trong cái album Mạnh Đình, Chuyện Dàn Thiên Lý. Cuộn này cuộn thứ tư, Áo Người Trinh Nữ, Chế Linh. Băng Sony HF90. Mặt bên đây là Người Tình Phụ, Chế Linh, Người Tình Phụ. Cuộn này là cuộn thứ 5, Hương Lan. Có cả Tuấn Vũ ở trong này đấy. Cuộn này là cuộn thứ 6, Duy Khánh. Sáu cuộn này 50.000 đồng một cuộn. Theo cách tính của người ở dưới xuôi thì là 300.000 đồng. Người ở bản của mình cũng học người ở dưới xuôi cũng tính là 300.000 đồng nha. 300.000 đồng là tiền băng, còn tiền vận chuyển hết bao nhiêu tiền người mua được quyền trả.
Ở đây có 1 2 3 4 có 4 cuộn tặng. 4 cuộn tặng này không có vỏ. Đây này. Đây này, ví dụ như cuộn này người ta thâu rồi này. Hoa sứ nhà nàng này. Cuộn này mua của sư huynh ở trên Sài Gòn. Đấy. Người ta thâu rồi thế nhưng chất lượng âm thanh nó không đạt yêu cầu. Để đây để tặng rõ ràng đi mua ấy, đi mua về nhưng không dám bán. Cuộn này băng Sony HF 90, băng cũ rồi, không thâu. Cuộn này nữa này. Đấy. Đây này. Thì những cái cuộn băng mình tặng như thế này, mất lòng trước hơn được lòng sau, cứ nói cho nhau biết trước. Những cái cuộn băng mình tặng này này, về nghe được thì nghe, không nghe được thì thâu lại, mà cũng không thâu lại được thì làm bộ sưu tập chứ không phản hồi nhá. Vì ở đây mình kiểm tra, ví dụ như cuộn này mình bỏ tiền ra mình mua. Thế nhưng chất lượng âm thanh nó không đảm bảo, vì lúc mình mua thì mình mua vài trong cuộn này thì làm sao mà có thời gian mà nghe được. Với lại là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, cái cuộn này là người ta bỏ lẫn vào. Chứ cái cuộn băng này mình không mua. Đấy. 1 2 3 4 4 cuộn này không có vỏ. 6 cuộn bán thì đương nhiên là có vỏ. Combo chỗ này là 10 cuộn. 10 cuộn thì có 6 cuộn bán là 300.000 đồng, còn mấy cuộn này là tặng. Thôi dừng video ở đây để chuyển sang làm việc khác. Trân trọng cảm ơn các anh. Thân ái chào tạm biệt.